Con trai Kangari lột xác phong thái người mẫu. Con trai Kangari luôn là nhân vật mà nhiều cư dân mạng quan tâm và tò mò. Bẵng đi một thời gian, cậu bé này đã khá lớn, sở hữu vẻ ngoài đỉnh của chóp, kèm thần thái không phải dạng vừa trong những bức ảnh làm mẫu xịn sò. Loạt ảnh mới của con trai Kangari khiến cư dân mạng trầm trồ. Bé Hao ngày càng cao lớn, thân thái chuyên nghiệp như mẫu nhí, hứa hẹn sẽ bước vào showbiz một ngày không xa. Sau khi xuất hiện trên chương trình The Return of Superman, con trai Kangari, bé Kang Hao, được khán giả vô cùng yêu thích vì quá thông minh và có tính cách hài hước. Sau thời gian dài bị bố giấu kín trước đây, giờ cậu bé đã trở thành hiện tượng mới của làng sao nhí. Cụ thể, trong những động thái mới đây nhất từ anh chàng, cư dân mạng hết sức trầm trồ và bày tỏ sự bất ngờ khi chứng kiến Kang Hao này đã cao lớn, gương mặt như một tài tử tương lai, cùng khí chất ngút ngàn. Điều làm công chúng thích thú hơn nữa là nhóc tí siêu đáng yêu này nay đã trở thành một người mẫu nhí tự tin và rất chuyên nghiệp khi đứng trước máy ảnh. Vẻ ngoài vô cùng cuốn hút và phong thái chuyên nghiệp của thiên thần nhí làm nhiều người ngợi khen hết lời. Cư dân mạng cho rằng quý tử nhà Gary có tố chất làm người mẫu, tương lai có thể lớn sân vào showbiz giống bố. Năm 2017, nam rapper Kangari làm dân tình xôn xao vì bất ngờ thông báo đã kết hôn cùng một người phụ nữ không trong showbiz và có con chung. Anh cũng đột ngột rời khỏi Running Man, mặc dù được đông đảo khán giả yêu mến khi tham gia chương trình này. Nam rapper thành thật chia sẻ, vợ tôi là một người bình thường, không phải nghệ sĩ và là người đã khiến tôi rung động. Mặc dù nhiều người sẽ rất bất ngờ về thông tin này, nhưng tôi mong sẽ nhận được lời chúc phúc, tôi nhất định sẽ hạnh phúc đến cuối đời. Bản thân Kangari sau đó cũng không còn nhắc gì nhiều về thông tin gây choáng này nữa. Năm 2020, Kangari cùng con trai xuất hiện trên chương trình The Return of Superman. Từ đó, người hâm mộ cũng dần chấp nhận việc Gary đã có gia đình riêng, hạnh phúc bên vợ con và không nhắc gì về việc anh rời Running Man. Con trai Kangari được yêu mến bởi vẻ ngoài điển trai cùng với những biểu cảm đáng yêu và trí nhớ siêu tốt. Tất cả những điều này khiến cậu bé nhanh chóng chiếm spotlight. Sau chương trình, càng được săn lùng trên mạng và nhiều người theo dõi, cậu bé có thể nói xin chào bằng 3 thứ tiếng Trung Quốc, Việt Nam và Hawaii. Không chỉ vậy, vốn từ vựng tiếng Hàn của Hao còn rất phong phú, cậu bé sử dụng những danh từ vô cùng thuần thục như dưa chuột, nấm, tỏi, cà tím, rong biển. Không chỉ vậy, Hao còn là một cậu bé vô cùng ngoan ngoãn, còn nhỏ nhưng đã rất hiểu chuyện. Bên cạnh trí nhớ tốt, Hao còn có năng khiếu âm nhạc và tự tin khi đứng trước camera. Hiện tại, cậu bé được cho là sở hữu lượng fan không hề kém cạnh bố. Trong một tập phát sóng mới của The Return of Superman, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Gary cũng hạn chế ra ngoài đường và tích cực ở nhà như nhiều người dân khác. Chính điều này đã khiến Hao cho rằng bố thất nghiệp và không có tiền. Vậy nên cậu bé mếu máo trả lời, không được, bố có đi làm đâu mà. Tại con virus corona mà bố không có việc làm, bố thất nghiệp mà. Ngay cả khi Gary đã cố giải thích, bố có làm việc mà, bố có làm việc đấy thôi, dù con không biết, nhưng Hao vẫn nhất quyết kéo tay bố đi về. Cậu bé thậm chí còn rơm rớm nước mắt. Suy nghĩ quá đáng yêu của Hao khiến các nhân viên siêu thị không nhịn được cười, còn ông bố nổi tiếng thì đành bó tay với con. Bỏ xa những ồn ào, cuộc hôn nhân của Kangari và người vợ không làm trong giới giải trí khiến dân tình ngưỡng mộ. Đặc biệt hiếm hoi có lần nam rapper nổi tiếng khoe nhan sắc của vợ, nhưng lần nào cũng làm dân tình ngỡ ngàng. Gương mặt người phụ nữ đánh cắp trái tim vô cùng xinh đẹp, cuốn hút với nước da trắng mịn màng, khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao. Bên cạnh đó, vóc dáng vợ Kangari cũng làm dân tình ngả mũ thán phục bởi rất nuột nà, cân đối. Không ít dân mạng còn cho rằng vợ Kangari có vẻ đẹp chẳng kém cạnh gì Song Ji-hyo. Kangari cũng không còn ngại khoe ảnh vợ con như hồi đầu, anh cũng nhận được nhiều lời ngợi khen từ công chúng.